Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Yêu Bóng Đá. Thưa quý vị, chúng tôi rất vinh dự khi là nơi truyền tải đến quý vị và các bạn những thông tin được cập nhật liên tục, chính xác và nhanh nhất mỗi ngày. Rất mong nhận được sự yêu mến của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin bóng đá nóng bỏng nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Huyền thoại Barcelona tiết lộ lý do Messi từ chối sang Ả Rập Xê Út, người hâm mộ thừa nhận quá đúng. Huyền thoại của Barcelona Risco Rascop ca gợi việc hậu bối Lionel Messi chọn sang Mỹ thi đấu thay vì đi theo tiếng gọi tiền bạc từ Ả Rập Xê Út. Cầu thủ không thi đấu vì tiền mà là vì tình yêu, Stoichkov nói với Start Perform. Việc Messi từ chối đến Ả Rập Xê Út cho thấy sự vĩ đại. Tôi không quan tâm đến tiền lương hay các khoản thưởng mà điều quan trọng đó là được thi đấu và được mọi người tôn trọng. Những người đại diện sẽ lo những việc khác. Messi đến MLS để cạnh tranh, thi đấu và không quan tâm đến tiền bạc bởi vì cậu ấy yêu bóng đá. Những tin đồn về việc Messi chuyển đến Ả Rập Xê Út chơi bóng xuất hiện dày đặc trong những tháng cuối khoác áo PSG. Theo The Athletic, Al Hilal đã gửi đề nghị nên trả 1,3 tỷ đô la theo hợp đồng 3 năm, số tiền kỷ lục cho bóng đá để đưa ngôi sao Argentina đến Saudi Pro League và tiếp tục màn ganh đua với đại kình địch Cristiano Ronaldo. Thế nhưng chủ nhân của 7 quả bóng vàng đã từ chối để gia nhập Inter Miami với mức lương mùa khoảng 60 triệu đô la. Tổng giá trị hợp đồng của Messi trong 2 năm sẽ dao động từ 125 triệu đến 150 triệu đô la. Anh được trả một phần khoản thu từ những tài khoản thuê bao mới để xem MLS trên Apple TV, cũng như một phần mức tăng lợi nhuận của hãng đồ thể thao Adidas tại Hoa Kỳ. Ở tuổi 36, anh nhiều lần thừa nhận tuổi tác có thể là vấn đề ngăn cùng Messi, Argentina bảo vệ trước vô địch World Cup 2026. Tuy nhiên, Stoichkov cho rằng Messi sẽ góp mặt tại kỳ World Cup tiếp theo do nước Mỹ sẽ đăng cai nhiều giải đấu quan trọng và tầm cỡ trong những năm tới đây, gồm Copa America 2024 và đồng đăng cai World Cup 2026. Messi sẽ dự World Cup 2026, huyền thoại người Bulgaria nói. Mục tiêu đầu tiên sẽ là bảo vệ danh hiệu Copa America. Giải đấu được tổ chức tại nhà mới của Messi. Và khi mà Messi đặt mục tiêu, cậu ấy sẽ chiến đấu và muốn chiến thắng. Messi cũng muốn vượt qua vòng loại và bảo vệ World Cup 2026. Ngày còn thi đấu, tôi luôn chuẩn bị để tiến bộ mỗi ngày và Messi giờ cũng như vậy. Inter Miami thông báo ký hợp đồng 2 năm rưỡi với Messi ngày 15 tháng 7 trước khi ra mắt siêu sao Argentina trong buổi lễ hoành tráng mang tên The Unveil một ngày sau đó. Ngôi sao 36 tuổi nhiều khả năng sẽ đá trận đầu gặp Cruz Azul tại giải League Cup trên sân nhà DVPNK ngày 21 tháng 7. Stoichkov, huyền thoại bóng đá của Bulgaria, là thành viên của đội hình trong mơ của Barca thời Johan Cruyff. Ông từng giành quả bóng vàng 1994 khi đưa đội tuyển quê hương giành huy chương đồng World Cup 1994. Sau khi treo giày, Stoichkov theo đuổi sự nghiệp huấn luyện trong 10 năm, từ 2004 đến 2013 nhưng không thành công. Cựu tiền đạo sau đó chuyển sang làm việc tại đài truyền hình Univision tại Miami. Wayne Rooney ra mặt bảo vệ Messi khi Cristiano Ronaldo châm biếm MLS. Wayne Rooney bảo vệ Lionel Messi sau khi Ronaldo châm chọc việc siêu sao người Argentina chuyển đến MLS, giải bóng đá nhà nghề Mỹ và tuyên bố Saudi Pro League hay hơn giải đấu ở Mỹ. Messi chính thức trở thành cầu thủ Inter Miami vào tuần trước. Thế nhưng Ronaldo thì không mấy ấn tượng với MLS, giải đấu mà đại kình địch chuẩn bị thi đấu. Đang khoác áo Al Nassr để hưởng thu nhập 200 triệu euro một năm, siêu sao 38 tuổi người Bồ Đào Nha tuyên bố Saudi Pro League hay hơn MLS và dự đoán nó sẽ vượt qua Dutch Eredivisie, giải vô địch quốc gia Hà Lan, cùng Turkish Super League, giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 12 tháng tới. Khi được hỏi liệu có thể theo chân Messi đến Hoa Kỳ hay không, Ronaldo đã trả lời: "Mỹ ư? Không, Saudi Pro League tốt hơn rất nhiều so với MLS." Thế nhưng Rooney, đồng đội cũ của Ronaldo ở Manchester United, đã lên tiếng bảo vệ Messi và MLS. Đang ra dắt câu lạc bộ DC United tại MLS, Rooney nói với The Athletic: "MLS có tất cả tiềm năng để trở thành một trong những giải đấu lớn nhất. Bạn có thể thấy cách mà Ả Rập Xê Út đang cố gắng thu hút một số cầu thủ nhất định. Vậy nên việc MLS chiêu mộ được Messi là một thành công lớn. Có gì tốt hơn để chứng tỏ rằng giải đấu này có thể cạnh tranh với sự giàu có của Ả Rập Xê Út nếu không phải có Messi?" Messi ký hợp đồng với Inter Miami có thời hạn 2 năm rưỡi, cùng với đó là tùy chọn gia hạn cho mùa giải kế tiếp. Roger Mas, đồng chủ sở hữu của Inter Miami cùng David Beckham tiết lộ, Messi sẽ hưởng lương 60 triệu euro mỗi mùa cùng với những chế độ đãi ngộ đặc biệt khác. Chi tiết đáng kể nhất trong bản giao kèo này là việc Apple và Adidas, hai nhà tài trợ chính của MLS, đã trích một phần doanh thu hoặc lợi nhuận của họ từ giải đấu để chia cho Messi. Trong đó thì Roger Mart nhấn mạnh hợp đồng với Apple rất quan trọng để chốt thương vụ với siêu sao 36 tuổi. Với việc Inter Miami đang đứng cuối bảng xếp hạng khu vực miền Đông,
Chắc chắn là Messi sẽ không tìm thấy sự dễ dàng khi thi đấu tại MLS. Về chất lượng của giải đấu này, Rooney nhận xét: chất lượng của giải đấu là rất cao, nó có lẽ bị coi thường một chút. Bạn từng nhận được một cuộc điện thoại của những người đại diện và đôi khi cầu thủ mà họ giới thiệu thậm chí là sự xúc phạm. Lý do vì họ chưa sẵn sàng hoặc đủ tốt để thi đấu ở giải đấu này. Không dễ để Messi tỏa sáng tại MLS. Nghe thì có vẻ điên rồ, nhưng những cầu thủ đến đây đều thấy nơi này là một giải đấu khó khăn. Việc di chuyển các điều kiện khác nhau ở các thành phố khác nhau có thể gây ra vấn đề cho Messi. Chưa kể là các trận đấu có rất nhiều năng lượng và cường độ, huyền thoại Man United nói thêm. Thế nhưng, Rooney cũng chỉ ra lợi thế của Messi rằng chân sút xuất sắc nhất lịch sử của Man Đỏ, đánh giá cao về Inter Miami chiêu mộ được Sergio Busquets và Jordi Alba, hai cựu cầu thủ Barcelona và là đồng đội cũ của Messi. Ngoài ra thì Tata Martino, tân huấn luyện viên của Inter Miami đã từng dẫn dắt Messi tại Barcelona và đội tuyển Argentina. Rooney rất ngưỡng mộ Messi và thậm chí là cho rằng đội trưởng của tuyển Argentina giỏi hơn Ronaldo. Trước thềm World Cup 2022 tại Qatar, Rooney nói với tờ Time: mọi người đều có quan điểm khác nhau với Messi hay Ronaldo, nhưng tôi đã nói nhiều lần rằng tôi nghĩ Messi là người giỏi nhất. Tôi đã xem rất nhiều video của Diego Maradona, người có phong cách chơi tương tự nhưng Messi thì giỏi hơn. Cậu ấy có mọi thứ, cái kiểm soát trận đấu, dây bóng, kiến tạo, trong khi Ronaldo thiên về ghi bàn hơn. Hôm 18 tháng 7, Michael Lahoud, cựu tiền vệ người Sierra Leone, từng khoác áo Chivas United, Philadelphia United và FC Cincinnati tại MLS đã chỉ trích Ronaldo vì tâng bốc Saudi Pro League và chê bai MLS. Michael Lahoud nói với đài CBS Sport: Ronaldo đã hút hockey xì xa quá nhiều. Đây là tuyên bố lú bịch về việc trong một năm nữa Saudi Pro League sẽ tốt hơn những giải đấu đó, Eredivisie và Super League. Điều này sẽ xảy ra sau buổi lễ ra mắt của Lionel Messi, ngay khi Messi đang tập trung vào việc thúc đẩy sự phát triển bóng đá tại Bắc Mỹ và đưa trò chơi này thành một phần cao mới tại World Cup 2026. Đây là điều mà chúng ta nghe từ Cristiano Ronaldo, hành động của Ronaldo đều xoay quanh Messi. Điều đó cũng như những gì mà Ronaldo nói về Serie A khi anh rời Juve và khiến đội bóng trở nên hỗn loạn. Gần đây, Ronaldo tuyên bố rằng Serie A đã chết khi anh gia nhập Juventus vào năm 2018. Với sự hiện diện của anh đã giúp khơi gợi sự quan tâm lớn đến giải đấu hàng đầu nước Ý. Sau CR7, một số ngôi sao nổi tiếng đã đến Ả Rập Xê Út thi đấu vào hè này như Karim Benzema, Roberto Firmino, Marcelo Brozovic, Ruben Neves và Khalidou Koulibaly. Tuy nhiên thì việc Messi gia nhập Inter Miami đã nâng cao danh tiếng của MLS. Nhà vô địch World Cup 2022 được kỳ vọng sẽ giúp bóng đá Mỹ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn. Sáng ngày 17 tháng 7, M10 ra mắt Inter Miami và phát biểu trước đám đông của thành phố Fort Lauderdale, bang Florida, Mỹ. Cựu siêu sao của Barcelona hứa với các đồng đội tại Inter Miami rằng động lực thi đấu của anh vẫn mạnh mẽ như xưa sau khi chính thức gia nhập câu lạc bộ MLS. Nói về khả năng cạnh tranh của mình, Messi cho biết: tôi thực sự muốn bắt đầu tập luyện. Tôi đến đây với mong muốn được thi đấu như thường lệ và muốn giành chiến thắng cũng như để câu lạc bộ này tiếp tục phát triển. Đội trưởng của tuyển Argentina bắt đầu bài phát biểu của mình bằng cách cảm ơn những người đã thực hiện thương vụ này, bao gồm cả David Beckham, cựu danh thủ của Man Đỏ cũng phát biểu trước đám đông và giới thiệu Messi lên sân khấu. Tôi muốn cảm ơn mọi người ở Miami vì sự chào đón tình cảm này từ khi tôi đến đây. Tôi rất vui mừng được chơi ở đây với các bạn. Cảm ơn Jose, Jorge và David vì sự công nhận này, vì giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn để tôi có thể cảm nhận như đây là nhà, Messi cho hay. Anh em nhà Jose và Mars là hai đồng chủ sở hữu Inter Miami cùng với David Beckham. Messi đã kết thúc bài phát biểu trước đám đông bằng cách nhắc lại cam kết của mình với dự án. Cựu sao của Barca phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn khi Miami đang đứng cuối bảng xếp hạng MLS miền Đông. Tôi nghĩ rằng các đồng nghiệp và tôi sẽ cống hiến mọi thứ để xây dựng dự án này. Tôi rất vui vì đã chọn thành phố và dự án này và tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời và sẽ trải nghiệm những điều rất tốt đẹp. Cảm ơn các bạn vì ngày hôm nay, cựu siêu sao của PSG nói. Hơn 200 phóng viên được Inter Miami cấp phép tác nghiệp tại buổi tập mở và đầu tiên của Messi ngày 18 tháng 7. Đây là buổi tập đầu tiên của Messi sau kỳ nghỉ hè kể từ khi chia tay PSG. Ngoài Messi, Busquets cũng được các đồng đội mới tiếp đón nồng nhiệt tại buổi tập này. Messi nhiều khả năng sẽ khoác áo Inter Miami lần đầu ngày 21 tháng 7, gặp Azul của Mexico trong trận đấu mở màn của League Cup. Vé xem trận Inter Miami gặp Cruz Azul đã được bán hết từ cách đây gần một tháng. Hiện những cổ động viên khác muốn có vé xem Messi thi đấu sẽ phải tìm mua ở thị trường chợ đen với giá có thể đến 10.000 đô la. Nếu như kế hoạch suôn sẻ, trận đấu ra mắt của Messi trong màu áo của Inter Miami sẽ diễn ra tại sân nhà. Theo tờ AS, ban tổ chức của sân Diavepianca đang đẩy nhanh quá trình chuẩn bị nhằm có thể tăng thêm 3.000 ghế ngồi để nâng sức chứa lên thành 22.000 người.
an ninh cũng được tăng cường để có thể đảm bảo trật tự trước làn sóng người hâm mộ đổ đến vì sự hụt quá lớn của siêu sao Messi. League Cup là giải đấu thường niên được ra mắt từ năm 2019 giữa các câu lạc bộ từ MLS và Liga MX ở Bắc Mỹ. Giải đấu năm nay sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 7 đến 19 tháng 8 với tất cả là 77 trận, được tổ chức tại Hoa Kỳ hoặc Canada. League Cup được tổ chức bởi MLS và Liên đoàn bóng đá Mexico. Lần đầu tiên trong lịch sử, League Cup 2023 có sự tham dự của tất cả các đội thuộc MLS và Liga, tổng cộng là 47 đội. Theo thể thức, hai câu lạc bộ và chung kết và đội hạng 3 được giành suất tham dự CONCACAF Champions Cup 2024, trong đó nhà vô địch sẽ vào thẳng vòng 1/8.